Chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tháng 7 năm 2013 và thời tiết lúc này thì thật là nóng. Trong lúc chúng ta đang tìm mọi cách để tránh nắng thì ở ngoài kia công vinh lên đỉnh, sông Lam Nghệ An thẳng đâm tạm khóc. Trong lúc chúng ta đang tìm mọi cách để tránh nắng thì ở ngoài kia đang có một cuộc giao tranh rất là dữ dội. Cuộc chiến được mang tên thi đại học. Và khi đã vào học một trong các trường cao đẳng hay đại học thì tất cả đều là sinh viên. Phần lớn người ta đều cho rằng đã là sinh viên thì sẽ có hoàn cảnh và cuộc sống giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Có người thì ở ký túc xá, có người ở trọ và có người ở nhà. Chính như đó làm nên sự khác biệt. Và sau 4 năm học đại học thì mình nhận ra rằng việc ở trọ của sinh viên có đến 1.000 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là sinh viên ở trọ các bạn có một cuộc sống hoàn toàn tự do, không bị ai áp đặt. Tự do kết bạn, tự do học tập, tự do chơi nhởi, tự do chi tiêu và hành nhạc theo cách của bạn. Thứ hai, cho dù bạn là một người khô khan hay thiếu lãng mạn thì đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn kiếm cho mình một hay một vài người yêu. Và thứ 1.000, cho dù cuộc sống sinh hoạt hay học tập của bạn có tồi tệ đến đâu thì bạn cũng có thể làm cho gia đình yên tâm bằng những lời nói dối ngọt ngào. Anh ạ, răng lâu rồi không về nhà em. Dạ dạo ní thì cứ nhọc lắm. Với lại em học giỏi nên phải giúp đỡ các bạn học kém hơn. Ừ tốt, chiều gửi cho anh con đi không không nhá. Đê phải đọc. Mình khuyên các bạn không nên chơi đê. Chơi đê là không thương cha mẹ, chơi đê là ta tự làm hư mình. Đánh lố thì được. Và dù có rất nhiều cái lời thì việc ở trò cũng đem lại cho bạn rất nhiều điều. Nhiều điều chứ mà điều. Đã tiền phong đi, 3 tháng rồi. Mặt đẹp trái mà lươi như lần. Tí tốt đã. Thứ nhất, bạn rất khó cân đối trong việc chi tiêu. Nếu đầu tháng bạn xấu như một ông hoàng thì cuối tháng chắc chắn sẽ trở thành ăn mày. Việc sống trong nhà trò với không gian chật hẹp và thiếu thốn thì thời tiết cũng là một điều khó khăn đối với bạn. Nếu trời nắng thì không sao, còn nếu trời mưa 3-4 ngày thì xác suất cao đến ngày thứ 5 bạn phải mặc lên mình những bộ đồ ẩm ướt. Và có những khi bạn muốn yên tĩnh một mình thì hàng xóm của bạn lại: từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng như chất đôi xinh tươi. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ. Cảm ơn em xinh tươi má hồng. Khi ở trong hoàn cảnh đó bạn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng em ơi nhảy lên em ơi. Khẩn cấp không? Khẩn cấp, khẩn cấp. Chờ 10 phút nữa nha. Và lời cuối cùng, mình xin được chúc các chiến sĩ tình nguyện tiếp sức một thi hoàn thành tốt công việc của mình và các thí sinh sẽ đạt kết quả cao trong mùa thi năm nay. Yeah! Dạ, lỗ không không, không phải đen.